Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh Top 1 Teo Nát của mình nha mọi người. Thì sau bao nhiêu tháng anh em chờ đợi thì hiện tại đã Garena đã mở đấu cúp lại cho anh em nha. Thì đã mở ra rồi thì mình sẽ làm clip cho anh em chiêm ngưỡng luôn nha mọi người. Sẵn tiện mình chơi một trận, một hai trận gì đó để mình giành cúp luôn. Thì đây là trận đầu tiên của mình nha anh em. Rồi, thì quay trở lại trận đấu này. Không có giờ dòng nữa nha mọi người. Anh em yêu quý mình nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Anh em nhớ là phải like video của mình đó mọi người, để mình có động lực ra nhiều clip hay hơn cho anh em nha. Thì mình nói đùa cho vui thôi, chứ còn anh em xem hết clip rồi anh em đừng có vội like nha. Anh em phải xem hết clip rồi thì thấy hay thì hãy cho mình một like cũng được để mình có động lực. Còn anh em nào mà thấy mình làm clip chưa hay á, thì anh em có thể chia sẻ là một comment, để một comment bên dưới video này nha, để mình cải thiện hơn nha mọi người. Rồi, chiến cũng đầu dành cho team mình này. Thằng gì đấy, thằng đây team bận bán mình hơi bị đau mọi người. Có lòng trọng đó nha. Đầu game mà đi cướp bùi như thế này thì không ổn rồi anh em ơi. Vì cái lượng AD của mình ấy, cái sự lượng sát thương AD mình ở đầu game nó không có thấm bao nhiêu mọi người. Mình thì phải đi farm anh em. AD mình là AD last game mà. Như thế là anh em đừng có mà làm ẩu nha. Đầu game mà đi cướp như thế là toan thật sự luôn mọi người. Rồi, thì con Teo Nát này, có skin này hiện tại mình thấy là khá là lâu rồi anh em ơi. Hồi giờ Trung Thu có mùa trước luôn đó mọi người, của năm trước luôn chứ. Nhưng mà lâu quá rồi thì mình sẽ lấy ra mình chơi để cho đỡ bị ủi anh kia ăn một kill này. Đấy, lấy là chơi cho nó lạ lạ một chút nha anh em. Chứ mình chơi skin Teo Nát và tân niên về thằng hoài thì cũng hơi bị chán. Ôi, ngon lành kìa, ăn thêm một kill nữa mọi người. Double kill cho mình nha, cho bọn một like này rồi ơi. Đường trên thì mà lóc mình đã lên mở lên số rồi anh em ơi. Do qua lộn xộn trên đó thì mình không quan sát được nha. Vì ở đường dưới này mình cũng đang vô tranh rồi. 10 giây blue nó ra. Ok, cướp hả? Thích cướp thì lên cướp nha mọi người. Thế mọn rồi thì mình cũng đừng tệ cũng đang xanh rồi. Nhưng mà anh em phải tăng cái tinh thần tư thế là cướp xăng rồi lau về liền nha mọi người. Ăn xăng rồi lau về liền nha. Không có vô tranh nhiều. Chứ anh em mà vô tranh nhiều quá, nhiều khi tem mọn xuống rất là nhanh đó mọi người. Đầu game mà tem mận hồi sinh đó, nó rất là nhanh luôn. Anh em được một mận là nó tầm 5-10 giây là đã hồi sinh lại rồi. Khi mà anh em mở, nói chung là mở ngủ quen chân chiến thắng á. Ui, mày, ui trời ơi, trốn đồi hay quá rừng ơi, tem mình rừng mình sống sót nha. Thì anh em khi mà anh em cứ mở ngủ quen chân chiến thắng mọi người, cứ thằng nào ra nó đánh thằng đó thì nhiều khi tem mận ập ra bất ngờ, mình yếu máu rồi không có hồi máu nữa thì lại mở số là đó là điều đương nhiên rồi. Tranh thủ mình đếp con xây ra con này nha. Đừng cho nó bán mình mọi người. Con này nó bán mình thật đau lắm anh em. Cho nó bán trụ là ok hơn. Sau khi mà hết lính rồi thì anh em cứ tiếp tục về đứng sau trụ cho mình nha. Chứ không bao giờ này không có làm gì được nữa mọi người. Lên trên cô thì anh em đánh không lỡ tên mận rồi thì bị tên mận heo quân người. Mật may đâu mà có rừng ganh nữa thì mình người lên mà lên số chắc chắn rồi. Rồi, rừng thằng XP nó núp đâu này ổ biết ngay mà gặp thằng Alistair thì nó trốn một phát là thêm thằng AD nó dùng nguyên cái combo anti vô mặt nó là lại mà làm số thôi. Hiện tại thì hai team cũng đang khá là đồng đều mọi người. Không có giao tranh gì nhiều nha, chỉ trao đổi chiêu thức với nhau thôi. Được kết á, thằng Alistair này nó thỏa chiêu chón này, cấu rỉa này ok hơn. Ok hơn Lina của mình nè mọi người. Lina của mình thì chỉ là sát thủ thôi, cấu combat rồi vô cầu cầu về cỡ thôi. May đâu thì combat đơn lẻ thì ngon nha. Ui, ăn được một kêu kìa. Rồi, tem bận lên trên kia hết rồi, mình sẽ lấy cái trụ nè mọi người ơi. Nhưng mà thằng Alistair nó xuống rồi. Tranh thủ mình form luôn cái trụ là kịp không nha mọi người. Ui, không kịp rồi, không kịp rồi. Rồi về luôn nha, Xmana rồi về luôn. Nói chung là tầng này mấy pha vừa rồi đầu game như thế này là team mình ăn sạch rừng con bụi xanh của bên team bận luôn mọi người. Đấu cúp như thế này thì mình mới có động lực mình chơi nha. Anh em vừa hay mà gặp team hay nó thì ok. Chứ giờ này nó hết map nhiều lắm anh em, cuối mùa rồi gặp team test rồi hết map nữa thì không có cơ hội nào mà anh em win được hết cả. Yếu máu rồi mình sẽ lui về nha. Trụ thì cũng gãy rồi. Thành viên của mình đã ăn được hai mận của team bận, một mận của team bận luôn thì cũng khá là ok hồi đó rồi. Tiếp tục chạy trở về đường rồng của mình để mình farm con quái này. Ôi chạy đâu đây,
Được kế là bỏ meta mùa này quán nó sẽ vô trụ trước mọi người, quay nó vô lùm trước nha. Khi mà anh em chạy đường nào cũng không biết, nhưng mà kiểu là mình đi là nó sẽ vô cái lùm ấy, nó tìm mình trước cái lùm ấy. Hình như lập trình sẵn ra lập trình sẵn rồi. Nên anh em nếu mà có chơi đó, thì ăn con quái này thì nhớ đi vô trong lùm nha, cái dù canh đấy. Anh em ăn bùi xanh hay bùi đỏ gì cũng vậy nha mọi người. Nó cứ đi theo trong lùm nếu mà khi mà anh em đứng bên ngoài cái tầm đánh của nó nha. Còn anh em trong cái tầm đánh của nó thì nó sẽ đi theo đánh mọi người thôi. Ăn con cua này, cua kỳ cựu này. Ôi, xay da ngon lành này, không ai ăn này. Tranh thủ mình đớp luôn nha. Đường dưới thì rừng của mình đang ăn con rồng. Mình chờ thời cơ thêm con ô nó ăn ngon thân con rồng rồi mình sẽ ăn luôn con kinh công thì nó ok hơn. Khi mình ăn hai mọn nha mọi người. Ăn xong đợt lính là mình sẽ xuống hỗ trợ. Ôi thôi, nó ăn nó bắt rồi. Nếu mà ăn không kịp đó, thì mình sẽ xuống mình hỗ trợ. Nhưng mà khó lắm mọi người. Giai đoạn này thì con rồng nó còn yếu máu này. Nó chỉ có 18-19 co thôi khi mà anh em ăn này. Ui, thằng rồng này hay quá mọi người. Bấm giác cho team mình đang khá là mạnh rồi. Khi mà lên được cái thanh kiếm rồi thì anh em thấy cái chí mọn không? Rồi, team có song đôn nữa nha. Chí mọn nổ liên tục luôn rồi. Build đồ thì mình để dưới phần mô tả của video hoặc là trên màn hình ấy. Anh em nào cần thì có thể thông khẩu nha. Nói chung là mình không chắc chắn là sẽ giúp anh em lên cái build đồ này, giúp anh em lên thách đáo. Nhưng mà lên chiến tướng dù một tầm 100 sâu trả lời thì ok nha. Nhưng mà anh em áp dụng nhiều cái dấu ấn với là chiến thuật di chuyển của mình đó là ok. Mình thì có một điều nữa là anh em nào mà cần cuối mùa rồi anh em nào cà thê thì book Zalo cho mình nha. Zalo thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video ấy. Cần thì biết Zalo mình để mình kéo rành và mình cà rành cho anh em nha. Để gần cuối mùa rồi hơn còn 10 ngày, tầm 10 ngày nó là nó reset hoàn anh em ơi. Ui kéo rồi. Thôi về nha. Này không được bùi đỏ mọi người, cứu không được bùi đỏ nha. Đây, mà lóc qua này, ui okay, ngon là tông. Xong lên này. Mày bán ơi, ui Lilina một cước lên bao nhiêu số luôn. Thì pha đó thì mình định vô cứu thằng Mick rồi, nhưng mà bị thằng mình cứ nghĩ là thằng Angel nó kéo mình, mọi người chống mình sẽ lui ra nha. Đấy, nói chung là cái tầm đánh cái kéo nó cứ nó vòng mình, mọi người không để ý nha. Rồi pha lo làm gì đây. Thằng này mình chỉ sợ thằng Flo thôi anh em. Chứ còn là tay mọn mình không sợ thằng nổi nha. Sợ thằng Flo nó muốn mình bán không có được á mọi người. Anh em muốn bán được là anh em phải lên điều yoga nha. Thì mai đâu mới bán được. Chứ còn nếu mà nó múa bông được á, không có gì làm gây cản trở nó thì nó múa kiểu không nổi đâu. Trong khi đó là tao nát mình không có động nữa. Nó chọt bông về chọt là đau. Lên bao nhiêu số thôi. Có thường xuyên quá đâu mọi người, lên test đàm tử nha mọi người. Trong là bán thường là được một coi bả chí mọn này. Rồi xe do này, ăn luôn xe do cho rồi. Nói chung là trận đấu này cũng khá là nhờ mọi người, mình chỉ đi form thôi nha. Đấy, trong khi form xong rồi á, thì cái giai đoạn mà anh em gần full đồ á. Nói chung là giờ này á, là anh em đánh được rồi nè. Nhưng mà thôi không có vô tranh thì mọi người cứ đi form thôi. Mày ra đây này. Siêu luôn. Ủa, Flo làm gì đây? Flo tự siêu à, phân Ronaldo à. Một phát nó không lên mở lên số à, Litter. Thấy trụ rồi. Mày này. Giờ này mình lục quái vật rồi nha mọi người. Vô tranh thì mình sẽ ra mình sẽ bán thôi. Bật kêu một lần là xóa đam thôi. Ôi, Flo làm gì kia, ôi, trời ơi, tập biến lên nha mọi người, tập biến nhanh mày. Ôi kìa, tập biến lên solo, mày lỗ này, một mất này, một, ôi. Anh em thấy nổi chí mòn không, mà ngay vô này. Mà lóc cẩn là mà lóc, ok rồi. Ôi về luôn nha, không ổn rồi. Flo lên rồi mình lưu về liền. Ôi, về kìa, Flo, ôi trời ơi, trúng bông rồi. Một phát đó là anh Flo lên mở lên số mọi người ơi. Một phát bắn thường thôi nha, mà trúng bông gây choáng mắt mọi người. Rồi, lướt bị lố. Và đâu không có thể nào mà, ui. Thằng Flo này nó cười mình mọi người. Đấy, mày đợi đó nha.
Không, mà lên được cây nan phân đích nữa là mày bán mày chả là không kịp luôn ấy. 600 vòng rồi mọi người, cố gắng kiếm thêm 400 vòng là ok, mua được cây nan phân đích nha. Nhưng mà mình được có nếu mà pha lo mà nó lên sát thương á mọi người, bán đánh cực kỳ sướng luôn nha, mình không có sợ. Nhưng mà pha lo mà lên tanh mới mới sợ nha. Ôi thằng này nó vừa lên tanh rồi. Nó lên vừa lên tanh rồi anh em. Tên biết tướng như thật. À, thằng anh pha lo này đang cay cú mọi người, đang chửi tem mà này, toàn bro này. Bro nào ở đâu đây? Bro. Trên trụ của tem bạn có một cái trụ để đo mì gà rồi mọi người, tranh thủ tem mình ép lên là mình win nha nha. 5-1 rồi, có đây hiện tại mình đang khó là xanh đấy. Đây mình với Alex, mình với Gamix mình lên canh mang lấy cái trụ nha, nhưng mà không được rồi. Ý tưởng thì có đó mọi người nhưng mà thực hiện không có được nha. Tem bạn chặn đầu mất rồi, thấy mang mang cái trụ lên là biết ngây ngây rồi. Giờ mình đứng này sẽ canh mang nha, nếu mà tem nó xuống á thì mình sẽ bán, còn không thì thôi mình sẽ cực một cho qua thì mình đi form mọi người. À, đây này này đây này, em mình được kéo là mà lắp tên mình đang ôi đang mở cái mắt mới sướng nha anh em, chứ đồng bo này mở cái mắt không biết xin nhiều bao nhiêu. Mày này anh em thấy đôi chí mở câu không, nhưng mà rồi rất tiếc rồi, bo lên mình lên mở lên số rồi anh vô này. Ui chón từ thôi mình về luôn nha mọi người, tóc biến cho chắc nha, đau cực kỳ luôn khi mà Galaxy thả mình dùng chiêu một thả mình thả bướm một phát là hơn nửa cái máu mọi người. Nhưng mà đằng này phải để mình bán nha. Tem mình mà bán, tem mình mà bán không được á thì khó win á mọi người. Trận đấu này khó chơi nha. Tên thủ ăn con mùa xanh rồi, hù một chút lượng máu mình thôi. Thôi về luôn đi, yếu máu rồi. Thằng rừng hơi ẩu một chút. Ẩu quá rừng ơi. Được cái build đồ này của Theonat á thì khi mà anh em lên được cái nanh á thì cực kỳ lao luôn mọi người, cái lượng tiền nó gọi là khá là bá luôn ấy. Ui có vô tranh thì kém một em hai em lên bảng lên số này, kéo này chơi được hai em ba em này triple kill cho mình nha. Thành thủ anh em bác Phalo này thằng ui thôi rồi ông gì chỗ đây mất trà ra mất rồi, thằng gì nó lưu về mất rồi anh em ơi. Thôi tìm cũng được rồi. Anh vô nó phải lo trả về mất rồi anh em. Mình lại mang mình đi tìm thằng anh vô rồi để phải lo cho thằng kia đẩy nha. Nhưng mà không được. Mày anh vô nhắn vô. Mày anh vô ok. Làm sao mà thoát khỏi nanh vuốt của tao mọi người. Khi mà tao đã xanh rồi thì không có cái gì mà để chống lại là mọi người. Tính ra là AD mà khi mà tay vô tranh với nhau á thì chắc chắn là mình sẽ bắt tay ăn mấy người AD còn lại rồi, trừ khi mà tên bọn hay quá thôi nè. Chứ cái tầm đánh của tay khá là xa mà có lượng sát thương trâu bò nữa. Rồi về form thôi, từ từ nha mọi người, lấy hai cái trụ scrap rồi anh em đừng có vội nha. À, đánh nhau à. Ôi về luôn. Tên bọn còn ba thằng yêu máu giấy nè mọi người, tranh thủ mình lên chơi luôn làm solo luôn. Hơi ba thằng này ngon lành luôn mọi người ơi, double kill đấy, ăn ba thằng luôn mọi người. Ôi thôi follow về rồi, tao về luôn. Còn thằng follow này nó chọc đầu lắm anh em. Thôi về luôn. Ui chắc anh kia đau quá. Cái thằng khỉ này nó đập thằng vô rừng của mình, nó đập bể đầu vô rừng luôn anh em ơi. Lấy cái dục thần cung nha mọi người. Thôi lên cây Ryuga đi. Nó trao trao một chút. Bán thằng Phalo mọi người. Phalo nó bắt mình liên tục luôn ấy. Khi mà giúp hồi sinh hậu lệ thì mình sẽ lên lệ giúp hồi sinh cho anh em. Đấy, lên anh em cứ soạn đồ trước. Dù gì mình bắn nó cũng nhanh ok hơn. Nhiều anh em cứ kêu mình sau là không có bán kịp, sao không có mua liền liềm đấy nha mọi người, cần liền kịp đi. Thì mình chắc chắn pha nó là liềm của mua cũng không kịp đâu anh em ơi. Mua dù có mua kịp á thì pha lo nó vẫn múa, nó muốn nó cháy quá, nó múa mình chịu không nổi mọi người. Trừ khi solo một hoặc là
Hồng Bo mà nó không chế một chút thì ok nha. Hay có đánh nhau này, có đánh nhau là đây. Mình thấy cứ yếu máu là mình ok nha mọi người. Tóc biến lên ăn này luôn quá. Mày chạy đi đâu này. Ôi ta xuống này anh. Ôi mày chạy. Ôi chạy rồi. Có rìu mà bắn lông không làm chầm được anh em. Ok, còn lành rồi. Giờ này không còn cơ hội cho team M là kèo rồi anh em ơi. Rồi, chấm dứt trận đấu tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình nha. Thấy hay nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh. Bye bye anh em.